chợ Nguyễn Thị Phương, chỗ mấy người bán bao, à, bán mấy cái gì đó, cái đó là kêu gì, rau nấu ăn đúng không? Bên nước xanh rồi đó, tôi nói bán nước trà xanh, công việc cũng nấu. Cứ đứng im đấy. Nấu đúng không? Để trong chai, chai có thể sử dụng chai. Dừng lại, đứng im đấy nha. Cho bé qua lấy lần nha cô. Bé này chỉ độ khoảng 5 lần hết sạch mụn. Chịu khó đi cho cô. Ok, kể cả cưng cứ đứng lên thế này cũng được, mỏi con cứ đứng lên, cô chỉ cần khắc zoom được rồi, con đứng im đấy. Di chuyển sang rồi, ok, cố gắng hơn con. Rồi, ok rồi. Đại ca bảo sao hả Gấm? Đang nói chuyện gì thằng cò đang nói chuyện gì?